Chào anh em, hôm nay là trên tay mình sẽ là cái áo đấu của câu lạc bộ Songkla đến từ nhãn hàng Waris. Đây là một câu lạc bộ của Thái League 3, có nghĩa là giải hạng 3 của Thái đó anh em. Giải hạng 3 mà người ta còn làm cái thương hiệu nó tốt vậy thì mình phải xem lại. Nói qua thì câu lạc bộ Songkla này thực ra là họ cũng thi đấu ở giải Thái League, nhưng mà do bị vướng cái giấy phép gì đó thì cấm từ năm 2018 tới giờ là đá ở dưới luôn. Bây giờ họ cũng đang có một cái chính sách mới, cũng đang cố gắng là để vươn lên cái hạng Thái League cao nhất. Thì Songkla lại lấy thương hiệu Waris là nhãn hàng được sản xuất tài trợ câu lạc bộ, với cái logo là có một cô gái cầm cái cây chỉ lên trời bay lên giống như nàng tiên cá gì đó. Thì lý do là ở đây có gần biển nha, được tài trợ bởi Kick Off nè, Bôn Thái nè, Hai Gia Focus nè, khá là nhiều thương hiệu nổi tiếng bu vô. Họ làm tài trợ tốt á, nên nhiều thương hiệu họ bu vô họ tài trợ, cũng khá được chi phí. Thì từ đó giúp cho câu lạc bộ có nhiều cái chi phí trang trải hơn. Thì nếu mà anh em có rảnh thì bay lên cái Facebook của Songkla xem, trên đó họ làm các chương trình, rồi các event, các sự kiện trước trận đấu và trong trận đấu và sau trận đấu rất là nhiều, tạo ra một cái sức hút lớn dành câu lạc bộ. Dạo gần đây và hồi tháng 3 năm 2021 thì Songkla khá là nổi tiếng khi xuất hiện cầu thủ của đội tuyển Thái á, cầu thủ của đội tuyển Thái thì dính vô cái chuyện mà buôn lậu hay gì đó, bị bắt ở biên giới Campuchia á, thì được lên trên trang chủ của mấy trang web Việt Nam mình. Anh em có thể tìm và đọc cái bài đó trên một số trang báo mạng ha. Quay lại kéo đấu thì bên trong áo thì đây nè, mình đang là lộn ngược áo lại thì cũng đơn giản thôi, họ cũng sử dụng cái chất liệu polyester chầm chầm, phía trong thì trơn, bên ngoài thì hoa văn đơn giản, được cái tài trợ nhiều, áo khá là phổ biến, sử dụng chất liệu vải cũng khá là thông thoáng, được cái chất liệu thương hiệu các đại tài trợ được in hết, nên cái sự mà bong chóc chắc không có, tại vì đây là in trực tiếp trên vải luôn. Nếu mà một câu lạc bộ hạng 3 mà người ta làm tốt được như vậy thì ở Việt Nam mình hiện tại thì chắc chưa có câu lạc bộ nào, mà hình như là trước đây thì mình thấy có một cái câu lạc bộ có đá nhà hạng nhì của Việt Nam thì phải, có Li-Ning tài trợ luôn, nhưng mà sau này thì mình không thấy nữa. Rồi, review nhanh gọn lẹ áo đá hạng 3 Songkla, cảm ơn em. Tiếp theo thì mình thử đi vào cửa hàng ở Songkla. Chỗ này thì câu lạc bộ bán áo trực tiếp luôn. Thì cái cách họ làm thì mình cũng thấy hơi phức tạp một xíu, là bán nhiều mẫu áo, trong đó thì áo Songkla thì vẫn là chính. Tuy nhiên thì ở đây thì mình có thể hiểu được là đây là cái làm kinh tế mà, cứ bán tùm lum tá lả đi thì cứ bán được đeo bán, nhưng mà chủ yếu là áo của câu lạc bộ là áo chính hãng ha. Trong cái cửa hàng này thì đặc biệt họ có thêu luôn, nếu mà anh em mà thích thêu hay muốn lựa thì ở đây họ sẽ làm phục vụ hết. Anh chàng đầu con đẹp trai này đang in cái áo có tên là Maric ha. Cái áo này thì được in tại nơi tận nơi luôn, anh em cứ cầm tiết kiệm ra in rồi đẹp. สวัสดีค่ะร้านมาคาไก่นะคะเป็นร้าน